Thăm lại quê cũ giữa mùa tháng năm, tôi giật mình bởi con đường xưa nay đẹp ngỡ ngàng trong chiếc áo hoa rực rỡ. Loại áo dệt từ hàng cây phượng dĩ, chạy dài suốt 4 km dọc quốc lộ 80, đoạn qua xã Bình Thành, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Tôi nghe ai đó nói rằng, dù không có hương thơm dịu ngọt quyến rũ như ngọc lan, dáng dốc cũng chẳng thanh thoát như hoa hồng, nhưng chính sắc màu đỏ rực như in như khắc trên nền trời ấy đã đủ sức làm dịu mát cái nắng chói chang hút mắt khách qua đường. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng mà hơn 10 năm qua, hàng phượng dĩ vẫn sừng sững, vẫn là niềm tự hào của người dân quê tôi mỗi khi vào hạ. Ai cũng thích hết trơn, không ai phản ảnh, ai cũng hô đẹp hết trơn á. Nước ngoài người ta đi vô, người ta cũng vẫn ghé du lịch, người ta cũng vẫn chụp luôn. Mấy người Liên Xô á, người ta phái, tôi cũng phái lắm, cho nó vui. Người dân quê tôi thích con đường Hoa Phượng vì ở đó vừa có nhịp sống mới sung túc, vừa giữ được nét đẹp an yên. Còn đám học trò như chúng tôi ngày ấy thì yêu Phượng như yêu cả khoảng trời thơ mộng. Bởi lẽ những gì ngây thơ trong trẻo nhất, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, chúng tôi đều cất giữ dưới bóng Phượng già. Phải chăng cũng vì lý do này mà người lớn không mấy khắt khe khi những học sinh cuối cấp thường mượn sắc hoa lưu giữ những sắc màu kỷ niệm? Trước tiên là mình cảm thấy rất đẹp, tuy nhiên so với năm cuối cấp năm nay thì em cảm thấy nó gây cho em một chút bồi hồi, ngậm ngùi khi mà chứng kiến cái cảnh mà mình sắp phải rời xa ngôi trường này. Khác như những anh chị trước thì em nhập học vào cái mùa phượng nó nở. Thú vị nhất đối với em là cái trò mà ép những cái cánh bướm vào trong những cuốn sách, những cuốn lưu bút thì để về sau này khi mà mở ra thì như là sống dậy cả một tuổi học trò của tụi em. Lên quãng đường đại học rồi thì khó có thể mà tìm lại được những cái khoảng thời gian như thế này. Lấp Vò quê tôi không chỉ có hàng phượng trồng cố ý mà còn có những gốc phượng dĩ mọc dại vô tình. Chúng tôi cũng biết theo thời gian hoa nào rồi cũng tàn, như chúng tôi ai rồi cũng lớn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng phượng dĩ mãi là loài hoa lung linh ngược nắng, là nhân chứng của tuổi học trò, thứ mà bánh xe thời gian không thể cuốn đi. Bao yêu thương chúng ta tìm về một tháng trường xưa đã nghe thời gian thôi đưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.